Còn đoạn video thì tôi sẽ chọn bộ may mắn để nhận được 1 triệu giờ sẽ một phần vàng, và tôi cũng chỉ ghép vào ấy sau qua đấy thôi. Bang tôi hiện tại sẽ một phần vàng chưa có, và khi mà S2 thì tôi sẽ tạo bang, thành ra là ông nào muốn vào có thể xin slot nha. Ưu tiên mấy âm cỡ 7x hoặc là 8x trở lên, bởi vì mấy và là mấy âm mà có độ xịn. Rồi, ta bắt luôn đi. Đó Phan. À, đúng rồi, dịp bao gồm việc like cho lúc đi cây đúng không? À, continue. Bích. Hiện tại thì mình đang có cỡ 89 cái chìa khóa, và mình sẽ cắt nó vô gương hết. Mình sẽ đọc cái dây chuyền thì lên cộng cộng 13. Thì mọi người đoán xem là mình sẽ tốn bao nhiêu cây, tốn bao nhiêu lần đọc nha. Thì mình cứ mỗi lần đọc ý, thì nó sẽ tăng thêm 1 chìa khóa. Let's go. Chán hạt từ 1,7 triệu già tôi đọc đơn được như đây, chưa chưa đến nỗi có 11 cơ, đừng nói chứ đừng nói tới cộng 13. Rồi nào đọc nhiều thôi, đọc cỡ 152 lần rồi, đọp cỡ tốn 900 ra già lắm không, chán thật sự luôn. Hình như là đồ cam đọc nó khó hơn hay sao ấy. Ừ, chắc là cộng 8 là đủ rồi. À, nhìn mấy cái này mà tôi quải quách cái áo đồ cam này sao tinh thần nữa. À, cái áo cộng 12 rồi hả. Ôi già, đã đọc hay quá rồi, cái áo này nó đú lên không nổi. Ok. Thì tôi sẽ đi farm tiếp đây, có gì hot thì tôi sẽ quay trở lại nha. Mình vừa phải học phải 2 sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất là quên mặt mít. Thứ hai là bỏ 2 triệu vàng ra để mua một cái mày đai cực mạnh. Đây, đó, số nhầm ẩn có thể có là 6, còn nhầm ẩn là gì thì không ai biết. Sát thương bóng tối là 137, có nghĩa là khi mà mình đánh thường như quái á, thì mình sẽ gây thêm tặng 40 đam. Một con số phải gọi là cực kỳ khủng khiếp. Mình đánh cỡ 2.000 lần 40 đam đó thì quái mới chết. Quái chưởng luôn. Thôi, phong tiếp đi. Mình giờ mới mở ra 180 cái gương và nó rất là lời. Nếu mà tính chỉ tính riêng tự ngã tư tử hằng và khu 2 thôi thì mình đã lời rất là nhiều, còn thêm cả một đống lửa nữa nè. Đó. Tuy nhiên là mở không ra trứng, kệ đi mấy ông. Bây giờ tôi sẽ úp 6 6 cái khu 2 nha, 5 cái ngã tư. Và tất nhiên là tôi sẽ xài lửa, xài sắt. Các kiểu con này đều luôn. Để xem coi là tôi sẽ lên bao nhiêu. Mình vừa đặt cái dây chuyền này lên cộng 9. Và bây giờ thì mình sẽ test thử xem coi là kỹ năng tấn công hay là gần 50 tinh thần nó sẽ ngon hơn nha. Đó, cái này thì có tinh thần có xin giáp. Tại có ông kia bảo tôi rằng là kỹ năng tấn công 2 ngon quá chưởng rồi ấy. Rồi bây giờ test luôn. Chúng ta sẽ đi tới cái map này nó vắng người một tí đi, vách đá treo leo này, thường cái map này nó ít người lắm không. Đó, sao nay đông vui vậy? Đây, đây, cái bãi này hợp lý này. À, đây là 2 cái năng tấn công nha. 84k, một đường sát thương rất lớn. Không tính xuyên giáp, không tính chí mạng anh em nha. 84k, xuyên giáp chí mạng thì tính lại. 60k, quá ghê gốm luôn. Được chưa? Đó, à, cái này mà tôi đọc lên kỹ năng tấn công 3 thì chắc ngon lắm. Nhưng mà tôi đọc tận 9 cấp mới lên thêm một kỹ năng tấn công 8 cấp chứ, từ 1, từ 9 cấp, từ cộng 0 lên cộng 9. Không lẽ bây giờ đọc lên cộng 18 hả? Mình đã điểm danh đủ 15 ngày. Bây giờ mình sẽ đổi cái gương ở Miss Oda này. Đây, gương báo danh. Được gương người hỏi, gương ma thuật và gương hàng kỳ 1. Wow. Cái phó bản hàng ngày. Là cái ngã tư tử hằng ấy, hình như một lần đi là được 2-4 điểm. 2-4 điểm gì đó. Chứ nó không phải là ít đâu. Đi tới 20 hình như cũng được cả đống ấy. Mà mấy cái điểm này thì một là dùng năm ngọc, hai là chơi Halloween cho một đống. Rất là lời. Mở trước đi, từ hấp lên cao đi, gương người hội này. Gương đỏ 8x. Đẹp. Có chuối mấy không? Có mùi hôm ăn, ngon ăn ở đây rồi đó. Quải, gương đỏ mở ra đầu về. Không xài được nữa chứ, gương ma thuật. Đây, cái này xịn rồi nha, 74. 74 cái á lõm rồi, mọi sẽ tại chỗ ăn quần à, cái thánh giá ngon hơn, lõm rồi. Gương hàng kỳ này, gương tím 8x và cái đục được đó, cái đục này ngon đấy. Rồi gương tím mở ra cái gì đây, vải hết cú luôn. Bỏ vấn đề cộng 13 đi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái thứ mà nó thực tiễn hơn, đó chính là cộng 12.
Mình sẽ cộng 12 cho tất cả những cái, trừ cái dây chuyền này ra nha. Cái dây chuyền cộng 12 nó cũng chỉ có mana thôi, nó có thêm cái kỹ năng tấn công đâu. Đó, thì đây, những cái món này mình sẽ cho nó, mấy em nó lên cộng 12 hết. Sẵn tiện thì mình cũng đã farm thêm rất là nhiều lá rồi, 600 lá, 4 sao, 600 cỏ 4 lá, nhầm. Thì tại cái cấp bây giờ nó lên cấp rất là lâu ấy, lâu đến mức mà mình có thể ngủ một giấc vào sáng dậy thấy nó vẫn còn y chang như thế. Thì ra là đầu tư ngay bây giờ thì nó là hợp lý rồi. Tính ra cái độc cầm 12 nó cũng một sơ sơ thôi mà nó lại lên cấp quá kinh. Đây, nó lên được tất cả cộng 12 hết này, trừ cái này thôi, tại cái dây chuyền này đọc nữa thì nó cũng không có tăng thêm cái gì ngoài trừ mana, nó rất là phí. Cánh này chắc chắn là nó không đọc chung được rồi, nó đọc riêng thì là không tính. Cái bọn này thì mình thấy nó đọc sơ sơ thôi, nhưng mà từ 60 đến 80 nó rất là nhanh nha, 60 đến 80% á, mình thấy nhanh vậy hết, cho nên là mình quyết định mua cái mặt nạ rồi vô khu 2 úp luôn. Nhưng mà cái nó kém kỳ vọng đó, mình đã cửa cũng sẽ thố để tăng đam rồi các kiểu đó, nhưng mà cỏ nó kiếm được quá ít đâu. Tôi nghĩ là nếu mà muốn kiếm cỏ thì đánh mấy con yếu yếu ấy, chứ đánh mấy con mạnh này thì chủ yếu là farm kinh nghiệm thôi, chứ cỏ thì cũng chả kiếm được nhiều. Qua trưởng thu âm xong rồi quay video quên quên thu âm được rồi. Tôi phải nói hết mọi thứ luôn. Đầu tiên là tôi đã làm một phát ăn luôn con đệ, bây giờ tôi phải về chỗ cũ à, khó chịu hả? Câu chuyện nó là như thế này. Lúc đầu thì chúng ta sẽ có được một cái kẹo đúng không, là do mình đã làm rồi. Tiếp theo là ngày sáng hôm nay tôi vô trường và nó được cái là cái có nhiệm vụ chúng ta dùng ngọc bất kỳ, vậy tôi dùng ngọc đó tôi mua thêm kẹo nữa vì tôi không nghĩ là mình biết ăn đi. Tôi ở trường tôi nghịch thử và tôi kéo được con đệ về luôn, tôi kéo từ đó xuống đây. Không ngờ chúng ta đã có được con đệ. Khi mà có đệ thì hành trang nó sẽ tốn rất đôi, bởi vì tôi còn phải chuẩn bị đồ cho con đệ nữa cơ. Bây giờ thì mình sẽ chỉ anh em cái chỗ đó nha. Cái chỗ này được đồn là không ai dắt đệ cả, rất ít người, và sự thật là như vậy. Nó là ở chỗ nghĩa địa cát nè, để mấy ông ta đè lên cấp 80 mới được nha. Khi mà mấy ông ta nghĩa địa cát, mấy ông đào thẳng lên tới cửa biển, từ cửa biển mấy ông đào thẳng lên gặp ông Haku cấp 80 thì mới dùng được cái ông Haku này. Cậu tăng tốc, tự nhiên lúc đầu tôi nói mượt lắm mà bây giờ tôi phải thu âm lại, nó khựng khựng với mà kiểu kiểu nói lại những gì mà tôi vừa nói xong tôi mất hứng luôn. Cái này tăng tốc nó không tốn ngọc như là ngọc gặp online nha. Rồi từ đây thì mấy em đi đâu cũng được, đi cho đến khi nào gặp đại tử thôi. Bên đây thì người ta chủ yếu là toàn úp thôi, không ai đánh mấy em cả. Sáng nay có mấy thằng cưỡi sói chạy xung quanh tôi á, nhưng mà nó cũng không đánh luôn, kiểu mấy mấy khứa ở đây toàn farm thôi, còn nó rất là hăng hỉ nha. Thì cái chỗ mà mình có được con đệ là cái chỗ có con thú gì dạng nào đó ấy. Nó có đội mũi heo đúng không? Con đệ tử này tôi không biết chỗ nào spam với nó cả, nhưng mà tôi chạy khắp map luôn, chạy khắp map thì có đúng chỗ này là có đệ tử. Thường thì 3 tiếng nó sẽ spam 4 con, mấy ông chơi mấy ông canh chừng nào nó spam thì mấy ông có chạy map cũng được. Tôi thì buổi sáng tôi làm phát tôi ăn luôn, thành ra là tôi không kịp quay video. Thì ở đó cũng đã ở trường tôi mà bà không biết nên tôi nói chuyện thì người ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Ủa ở đây có master này, quái tôi dẫn nó tới tuốt bên nghĩa địa cát hết cú luôn đấy. Chỗ này tôi chạy xung quanh ấy, tôi cũng không biết là tôi đi ở đâu cơ, xong rồi có được kiếm hình hình đệ tử không. Đây nè, chọn con heo này nè, nó mấy con sinh vật dị dạng ấy, nó kiểu không giống heo lắm, mấy ông thấy nó là kiểu quả cọt quả cà tím rồi người ta dễ em cái mũi heo luôn, nó kiểu vậy á. Tôi dẫn từ đây xuống phải, từ đây là 1 phút, còn đại còn 1 phút nữa là nó mất. Tôi dẫn tới cái nghĩa địa cát xa như vậy mà chỉ có tốn 3 phút thôi, thành ra là mấy ông dắt thì mới cứ vô tư đi, vấn đề thời gian nó rất là nhẹ. Chắc thì tôi 2 cân đấu văn chuyển sang con do ma mút này để vừa đấy hủ vừa đấy hồi máu, nhưng mà chả ai đánh tôi cả. Mà nếu mà người ta đánh tôi chắc là 1 hit cũng chết thôi, bởi vì tôi trên cái khu này nó bị chênh lệch cỡ 20 cấp cơ, ta gõ thì chết luôn. Giờ hôm nay không có đợi ha, tôi định show cho mấy ông, nó là đứa bé, mấy ông nhìn mặt nó rất là đằng, mấy ông thấy hàng nào mặt đằng đằng ấy mà có tên là đứa bé thì là nó đấy. Xong rồi nhắn cho nó có cái sử dụng kẹo hoặc là sử dụng hẳn 100 kim cương nếu mà có đệ tử liền luôn. Tôi xài kẹo rồi tôi dẫn nó về không, và hên cho tôi là tôi dẫn được con đại chiến binh về để tôi show cho mấy ông. Bây giờ phải quay về chỗ cũ nữa, nó lâu quá. Hên nó có cái thằng tóc này. Nghe nói là đại xà hữu điện là con đại phới nhất, không biết đúng không nhỉ, kiểu chả xài
Và hình như là chứng minh được được lên kiểu như là được nhiều người ưa thích ấy, tại vì nó đăng rất là to. Tôi không biết là đại support không nhỉ, kiểu một nick chính fan mà con đại nó sẽ là carry. Con đại thì hình như là chưa xài bét được, hoặc là nó chưa đủ cấp 40 để xài bét á. Con đại hay xài chung đội sư phụ nha. Giờ tôi sẽ vô đây và điền đệ tử này. Đó, đây là con đại của tôi cấp 27 mà. Cả từ sáng tới giờ tôi sẽ xài chung đội sư phụ. Và nó farm ra mà dai rất là khó chịu. Tại bây giờ tôi cũng không muốn đầu tư cái đền mà dai gì nhiều. Mà dai nó rất là mạnh, nhưng mà giờ chưa đủ mạnh để mà xong boss, thành ra là thôi. Mấy ông có thể quỷ con đại nha. Ví dụ ra đại mấy ông không thích ấy, thì mấy ông có thể quỷ bình thường. Con đại xài chung túi này. Ra bây giờ tôi hết cưỡi gì tôi cưỡi, nhưng mà cưỡi chắc là cưỡi ngựa nha. Hay là mua ngựa nâu cưỡi, thôi cưỡi ngựa đi. Giờ hiếu vàng đó, xài chút nữa nha. Đồ thì mình định đập nó lên mát luôn. Cỡ cầm 7 nhưng mà mình hiếu vàng. Hình như là úp con đại thì chỉ được úp một thời gian nhất định thôi. Tại trong trường thì tôi úp thì tôi đánh không ra đam, hay là do máy trường lắc nhỉ. Đấy, nó không ra đam nữa, hình như là một ngày chỉ được úp 3 tiếng thôi, phải không? Muốn úp nữa hình như là phải có mua thêm cái bùa quái điện đệ tử này. Đó, giờ thì tôi sẽ test thêm cái cuối nữa, rồi làm sao để mà triển khai đến sư phụ đây. Chắc là phải hót ra vô lại. Mình nói là bây giờ mình sẽ test nó cái cuối nữa. Đó chính là cái triệu hồi cái con đệ cho nó đi farm chung. Mình có mua được cái vé triệu hồi đệ ở bà Lisa ấy, 10.000 vàng một vé. Thì tôi cũng test con đệ này đánh được không thôi, chứ bây giờ cho nó farm chung sư phụ thì nghe nó hơi lỏ nha. Ghê. Đấy. Rồi chơi nó em. À, đi theo tao, đi theo tao. Thấy con này không? Đánh nó. À, đánh nó em. Ủa, nó đánh thiệt này. Nó đánh thiệt này. Nó đánh thiệt này. Làm sao nó coi chỉ số đấy? Ô, tôi tưởng nó bị quái gõ chết chứ. Đánh em. Ô, có lên tiềm năng không nhờ? À, lệch cấp quá thì làm sao mà lên tiềm năng được. Nó cỡ cấp 7 đúng không? Dẫn con đệ đi đóng mới được. Tôi vẫn không hiểu đóng nhờ. Nếu mà mình có thể dẫn con đệ đi đánh như thế này rồi thì mình không thể úp đệ được mà, thì tại sao lại lại cần tới cái kia, cái qué để mình úp đệ. Mình cũng không biết là úp chung thế này có được x2 tiềm năng không, nhưng mà mình nghĩ là có đấy anh em. Đó, mình lại cắt chiêu cái kiểu mà. Quá quái bảy mấy thì nó đánh, chứ còn quái này thì nó lại không đánh nè. À, tôi không hiểu lắm em gì, chắc là tôi còn phải test dài dài. Rồi chơi đó em. Oh no. Thôi cái đi, thì video này kết thúc tại đây nha. Bye bye.